Xin chào các bạn, mình là Vũ Hoàng Yến, là du học sinh ở Singapore, là học sinh trường Nanh Giang. Mình vừa mới học xong lớp 10 ở Việt Nam và mình có một quyết định là muốn đi du học ở Sing. Sau một tháng làm hồ sơ là mình đi luôn, cũng dễ lắm. Thời gian đầu qua đó thì cũng hơi khó khăn về cái ngôn ngữ, mà kiểu mình cũng cố gắng nghe, cũng cố gắng dịch, học hỏi. Sau một tháng, giờ là tháng thứ hai, mình mới xong tháng thứ hai thì mình đã thấy rất là quen, và giáo viên ở trường của mình thì rất là vui vẻ, rất là thân thiện, làm bạn thân với học sinh, giúp đỡ học sinh rất là nhiều. Và hiện tại thì mình đang học cái khóa dự bị khoảng 4 tháng, và mình đã học được 2 tháng rồi. Sau 4 tháng thì mình sẽ được học thẳng vào khóa cao đẳng chính thức luôn. Cuộc sống Singapore thì nói chung là cũng thoải mái, nó không có khó khăn gì lắm. Mình chỉ cần cách giao tiếp là được. Mình rất là hài lòng về đất nước Singapore và hài lòng về cái học viện quản lý Nanh Giang. Hướng mình Singapore thì rất là đẹp. Hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho ý định du học của các bạn. Xin chào các bạn nha.